Oh my god, here we go. Bố mày biết rồi. Đây chỗ này sẽ dừng lại đây. Xong ở đây có một thằng đầu moi này. Mẹ biết rồi mà vẫn chết mà. Đây rồi. Oh. À. Thằng đầu moi nhanh lên. Đây rồi. Nó phòng bị dẫm vào đó dương. À, thằng khốn về. Phản xạ bố mày hơi nhanh. Đi. Dẫm lên đầu thằng chinh chong này này. Đẩy nó về này. Còn mẹ mày thằng khốn. Set game. À. Được. Pha nó được đấy không? Một, hai, ba. À, fuck off. Dậm lên đây. Xong rồi bách lại thế này. Có chuyện gì xảy ra? Rồi sao? Khó, làm sao làm được cái pha này nhỉ? Mẹ, là còn 3D nữa. Cần mẹ, game khó quá. Pha này, dẫm lên đây như thế này. Dẫm lên đây. Nhảy như thế này. Pha này có thằng ấy này. Đó. Bố phải đã xem YouTube của thằng. Rồi sao? Trời, đi, rồi sao? Chugo, tashi. Tại game này nó nhiều pha. Nhảy. Nice. Tao chỉ muốn chọn màn chơi thôi mà. Bố mày xin. Oh my god. Massacre. Ồ. Oh. Khó ơ, làm sao vượt qua được pha này nhỉ? Im lao quá. Wait, what the fuck? Battle City à? Biết liền mà nhạc. Sao mặt thằng này nhìn giống Mimosa ấy? Oh my god. Làm ơn. Chúng ta một trận chiến cân bằng một tí. Đừng bắt tao phải dùng mẹo để thắng trò chơi chết tiền đấy. Cái bì con mẹ. Nó như thế làm sao tao thắng được ở game Stack 14. Cảm ơn đi YouTube. Mẹ mới 20 giây để thắng cái màn 14. Nó chuẩn bị làm một cái pha gì đó. Mẹ mới não của mình sẽ kiểu. Lá bài tôi vừa rút